Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau, thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6118, 9525, 8581. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9901. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19641, 26904, 83007, 95880, 41601, 39251, 65188. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86573, 05748. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01406. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 33265. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 9453364. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 9, 4, 5, 3, 6, 4.